chị ơi. Hello 14 người xem, chào mừng tất cả mọi người đến với live stream của Sport Hùng. Chúng ta cùng theo dõi trận đấu chung kết đôi nữ giải cầu lông Campito tranh cúp báo thương hiệu và pháp luật. Giải này thì Hùng không live stream được và do có việc bận nên là bây giờ Hùng ra xem chung kết nên là tiện live mọi người xem luôn. Coi như chúng ta cùng xem với nhau. Hello anh Đức Lợi Nguyễn nhá, giải ở Hà Nội đang được tổ chức tại nhà thi đấu Cầu Giấy. Đây là một giải đấu rất lớn, quy tụ rất nhiều các tay vợt cầu lông phong trào như tay vợt chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Ở giải thì có phân chia nội dung đấu là nâng cao và phong trào nha mọi người. Ở nội dung nâng cao thì một vận động viên chuyên nghiệp sẽ được cặp với một vận động viên phong trào. Còn ở nội dung phong trào thì dĩ nhiên là các vận động viên phong trào sẽ đánh với nhau. Hello 68 người xem. Và nếu mà bạn đang theo dõi được cái live stream này thì chúng ta có thể comment 2 để có thể làm quen và có thể chào nhau đúng không ạ? Xin chào tất cả mọi người, mình là Sport Hùng. Không biết là có ai trong số các bạn trước đây biết đến Sport Hùng rồi không ạ? Tạm thời chúng ta xem trận đôi nữ nhá. Trận đấu sau, hai trận đấu tiếp theo sẽ là chung kết đôi nam phong trào và chung kết đôi nam nâng cao. Thế là hai trận đấu hay nhất được để đến cuối cùng. Nếu mà không để đến cuối cùng thì Hùng cũng không ra kịp. Hello 95 người xem, mọi người chia sẻ live stream giúp Sport Hùng được không ạ? Điểm số 6-3. Đang thi đấu trên sân là nội dung nâng cao nha mọi người. Cầu không qua lưới. Điểm số 7-3 cho cặp đôi Bùi Bích Phượng và Vũ Thị Trinh. Và đối thủ của họ là cặp đôi Diệu Ly và Phạm Thị Khánh. Đội điểm 47 Phạm Khánh giao cầu. Rất tiếc thủ cầu lỗi. Tiếp tục là một điểm số cho Diệu Ly và Phạm Thị Khánh. Tiếp tục là những tình huống bung cầu cao sâu. Xin chào 100 người xem. Ô, không đọc được một cái comment nào của mọi người nhờ. Ảo quá. Không có một cái comment nào luôn. Rồi, bung rất cao. Một pha dứt điểm tốt từ vận động viên Diệu Ly. Mới đầu nhìn từ phía sau thì Hùng còn tưởng rằng vận động viên Diệu Ly là vận động viên Vân Anh của Bắc Giang cơ. Nhưng hóa ra không phải. Điểm 6-7 rồi, sắp hòa rồi. Ép trái rất nhanh, tay ve cực tốt. Đấy.
Hello anh Minh Công, chung kết đôi nam phong trào sắp đánh anh ơi. Chung kết đôi nam phong trào sắp đánh nhỉ. Ok, xin chào anh Ngọc Thể nhá. Đúng rồi, lâu lắm Sport Hùng không live, mọi người ủng hộ Sport Hùng đi ạ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến những livestream của Hùng. Mọi người ủng hộ Hùng bằng một cái chia sẻ nhá. Mọi người có thể chia sẻ lên trang cá nhân để anh em trong câu bộ và bạn bè cùng đam mê cầu lông cùng xem, hoặc là có thể giúp Hùng chia sẻ lên trang chợ cầu lông. Đấy, những trang về cầu lông ấy thì sẽ tiếp cận được nhiều anh em đam mê hơn. Chúng ta cùng vào xem, học hỏi và biết đâu chúng ta có thể bắt chiếc, học được một đường cầu nào đó của các vận động viên. Giả sử chúng ta thấy thích một đường cầu, một kỹ thuật nào đó. Thỉnh thoảng Hùng đi xem giải thì Hùng thấy thích một số đường cầu, Hùng thấy hay thì Hùng về Hùng có thể tìm hiểu thêm về động tác kỹ thuật của đường cầu đó để nâng cao khả năng chơi cầu của mình. Không biết mọi người thế nào. Vâng, vừa quay đi quay lại, vừa nói chuyện với mọi người một tí thì cặp đôi phía gần màn hình của chúng ta đã dẫn đến 17-10 rồi. Hello mọi người, không biết là chất lượng livestream mọi người xem có rõ không ạ? Nếu mọi người xem rõ thì có thể comment 1 cho Hùng biết. Và nếu mà chất lượng mạng gặp vấn đề thì mọi người comment 0. Và nếu có thể thì mọi người có thể chỉ ra lỗi nó như nào, nó bị chất lượng nó bị như nào giúp Hùng nhá. Tại vì Hùng đang livestream trên một con điện thoại rất là cùi bắp. Máy chính của Hùng thì đang bị hỏng, Hùng lâu rồi không live nên là Hùng cũng không sửa nó. Đây là máy phụ của Hùng. Máy này có là con 8 Plus thôi. Con 8 Plus gọi là đời cũng khá cổ rồi đấy. Nếu không biết là chất lượng mạng lên cho mọi người có ổn không. Ok, cảm ơn Ngọc Thể rất nhiều ạ. Hình ảnh sắc nét nghe thế là Hùng thấy rất là vui và yên tâm rồi. Hy vọng rằng những trận đấu tiếp theo sẽ lại vẫn mang đến những hình ảnh chất lượng và ổn định đến mọi người xem. Cầu ngoài sân 20-10. Vâng, vẫn có sự chênh lệch trình độ tương đối ở trận chung kết. Không biết là set 2 sẽ có điều gì thay đổi không, hay chỉ là một nhận định tại thời điểm tạm thời này của Hùng. Biết đâu ở set đấu thứ 2 thì cặp đôi kia lại bật ngược thì sao. Nói chung trong thi đấu cầu lông thì cũng không nói trước được điều gì. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta vẫn thấy khoảng cách điểm 21-10, một khoảng cách tương đối xa. Ở các giải thế giới thì cũng sẽ thường xảy ra những cái trường hợp, ví dụ cặp đôi này set 1 dẫn sâu nhưng mà đến set 2 cặp đôi kia lại dẫn sâu ngược lại. Đấy là chuyện rất bình thường. Nhưng mà đấy là cầu lông ở đẳng cấp thế giới rồi. Hello anh Lê Hữu Phước nhá. Chung kết đôi nam nâng cao em còn chưa biết là đôi nào sẽ gặp đôi nào cơ. Em vừa mới ra sân xong. Ở hai sân bên cạnh đang diễn ra đồng loạt trận đấu chung kết đôi nam nữ phong trào trên 30 tuổi và trận đôi nữ phong trào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chúng ta đến với trận đấu thứ hai. Hello anh Ngọc Thể, em cũng thế, em tưởng đôi nam nữ anh ạ. Đây là giải đấu kiểu không phải là thành tích của đội tuyển anh. Đây là giải đấu không phải thành tích đánh cho tuyển Hà Nội, nên là các vận động viên cũng sẽ thi đấu hết sức thôi, cũng sẽ không có chuyện là nhân nhượng gì đâu mọi người ạ. Nên là yên tâm là trận chung kết vẫn sẽ hay. Đây không phải là giải đấu toàn quốc, không, các đội Hà Nội sẽ không đánh cho đoàn của mình, mà là cá nhân. Đây là giải đấu mang tính chất thành tích cá nhân, nên là các vận động viên cũng sẽ xanh chín thôi. Ở bên kia đang diễn ra trận chung kết đôi nam nữ trên 30, có vẻ đang diễn ra rất căng thẳng. Ui, hay quá. Ép liên tục, rất hay. Vâng, có vẻ là đẳng cấp là chênh lực lệch thực sự. Điểm số đã là 5-0 cho cặp đôi Diệu Ly và Phạm Khánh rồi. À không, Hùng nhầm nhá. Ngược đấy. Vừa đổi sân rồi mà. Bên phía gần màn hình này lại dẫn ngược 5-0 này. Thế khả năng có xếp 3 cũng nên. Điểm số đầu tiên cho Diệu Ly và Phạm Khánh. Đôi vàng xét 2 này đang bật rồi. Điểm số 1-5. Không thủ đứng nữa rồi. Liên tục là những pha tấn công dồn dập. Không biết với sức tấn công như thế thì hai vận động viên này có thể bền đến bao giờ. Khả năng cuối set 2 thì có thể tụt hơi. Mạng vẫn có vấn đề nhỉ. Mạng mình mới đăng ký và bây giờ nó hay thông báo kết nối chậm quá. Bỏ like đi. Đổi điểm 2-6 cho cặp đôi Phạm Khánh Diệu Ly. Phạm Khánh giao cầu. Thủ tỷ rất tốt. Đập rất nổ, rất khỏe, vẫn còn 4 pha tấn công liên tiếp. Đập rất căng. Liệu anh em Phong Trào mình vào đây có thủ được không? Thỉnh thoảng làm quả chém lỏng tay nào.
Rất nhanh, nhanh như một cái máy vậy. Không có vẻ là ngồi live stream chỗ này cũng không hợp lý lắm, thỉnh thoảng có người chạy qua. Theo dõi những pha cầu vừa rồi thì Hùng thấy rằng các vận động viên hơi thiếu những tình huống cầu xử lý cầu lỏng hoặc những cái pha chém cầu giả vờ đập rồi chém ấy. Những cái kỹ thuật như thế sẽ hiểu giúp thay đổi lợi thế. Vâng, thủ rất hay, và thủ cầu rất dẻo của Phạm Thị Khánh. Rồi, tiếc quá, cầu không qua lưới. Đội điểm 7-3 cho cặp đôi phía gần màn hình. Trong set đầu thứ nhất thì cặp đôi phía xa màn hình thắng nha mọi người. Có vẻ trong set đầu thứ hai này thì tinh thần chiến đấu của cặp đôi áo vàng đã tốt hơn rất nhiều. Trong set đầu thứ nhất thì Hùng cảm thấy cặp đôi vàng đánh kiểu hơi hơi hợt. Nhưng set này có vẻ là đánh quyết tâm hơn. Hiện tại họ đang dẫn 7-3. Hello anh Trần Huy Bình, đây là chung kết đôi nữ diễn ra với cặp đôi phía gần màn hình là cặp đôi Phạm Trinh và cái gì Phương. Phạm Trinh và Bích Phương, cặp đôi phía gần màn hình. Phía xa màn hình là cặp đôi Phạm Khánh và Diệu Ly. Nói chung là khi mà Hùng đọc tên vận động viên ra thì đa phần anh em cũng không biết đâu. Chứ khi vận động viên của tỉnh mình thì mọi người có thể là sẽ biết. Chứ bốn vận động viên này Hùng cũng còn không biết hết tên nữa là. Thì mọi người ít theo dõi thì cũng sẽ gần như là không biết. Các vận động viên nghỉ giữa set, điểm số đang là 11-4 cho cặp đôi áo vàng. Ra trận đấu đang hay nhất phải là trận chung kết đôi nam nữ lứa tuổi trên 30, nhưng mà bên kia xa quá. Đẹp rất nhanh, vẫn chưa thể giành điểm. Vâng, một pha chém cầu lỏng rất hay đó. Đó là một tình huống xử lý rất khéo. Nên như thế, nên có nhiều tình huống như thế. Đánh cầu mọi người đang đánh không kiểu mọi người hay chém ấy, thì sẽ rất ít khi tạo ra bất ngờ.
Nhưng mà mọi khi mọi người đang đập dồn khoảng 2-3 quả mà mọi người đột ngột chém ấy, thì nó sẽ rất dễ gây mất chân cho đối thủ. Không biết là cặp đôi Phạm Khánh và Diệu Ly liệu có lật được set 2 này không? Để chúng ta có thể xem chung kết đôi nam sớm. Hay là cặp đôi áo vàng sẽ lội ngược dòng, sẽ giành chiến thắng trong set 2 này. Và set 3 sẽ có một set đấu kịch tính. Đang thi đấu hết sức cống hiến, rất bền, vẫn còn, vẫn còn cơ hội, vẫn chưa thể giành được cơ hội tấn công. Bền quá, rất hay. Bên nào sẽ giành điểm đây? Mọi người dự đoán bên nào? Rồi, lỗi rồi, một pha ve cầu hơi thiếu lực. Đổi điểm 72 cho Phạm Khánh và Diệu Ly. Hello 93 người xem nha. Cảm ơn mọi người vẫn đang ngồi đây và theo dõi ủng hộ livestream của Support Hùng. Điểm 72. Các vận động viên thủ dẻo quá. Tiếc quá, không qua lưới. Khả năng có set 3 nếu mà cặp đôi áo vàng vẫn thi đấu ổn định như này. Khả năng là sẽ có set 3. Thủ lên bình thường. Vâng, liên tục đẩy các góc khiến đối phương di chuyển nhiều, mất sức. Xem đôi nữ đánh rất bền. Bom, rồi một pha đập cầu tầm gọi là xỉa nách, anh em mình hay gọi là xỉa nách. Tầm cầu ngang, không quá cắm. Thực ra một số tình huống thì đập cầu cắm cũng không phải là lợi thế. Nhiều khi đập kiểu ngang ngang mới gọi là khó thủ. Ví dụ chúng ta đang đập cắm mấy quả không, tự nhiên đập ngang quả xỉa nách, nếu mà không xoay chuyển kịp thì cũng rất khó đỡ. Điểm 8-13, bên kia vẫn đang bị dẫn 5 điểm.
cầu không qua lưới, một pha xử lý khá đáng tiếc. Hello anh Ngọc Lê, vâng, bạn kia trông cắt tóc ngắn trông hơi giống nam. Mới đầu em cũng tưởng là đánh đôi nam nữ cơ. Đập dồn rất hay, rất căng, căng đét luôn. Sân nhà thi đấu có 4 sân và nhà thi đấu khá loang. Tuy nhiên thì những tiếng đập cầu của các vận động viên cũng rất là rõ. Cho dù là Hùng đang ngồi cách sân đâu đó khoảng chắc phải tầm 8 đến 10 mét. Tầm 10 mét. Điểm 14-9 nha mọi người, áo vàng vẫn đang dẫn, vẫn là 5 điểm. Phòng mà khỏe thế, trong hay ngoài? Cầu trong sân, pha chém rất hay. Hello 118, 122 anh em đang xem nhá. Chúng ta tranh thủ các vận động viên chưa phát cầu. Comment 2 chào nhau cái nào. Điểm 10-15. Bắt lưới rất nhanh. Hơi cao rồi. Rồi, một pha đập rất căng. Ui rồi, vẫn móc lên. Ôi, và một pha phòng thủ xuất sắc và kèm thêm một chút may mắn nữa. Cầu lật lưới. Không tưởng rằng đã kết thúc từ quả trước đó rồi cơ. Xong lại một quả đập nữa vẫn không chết. 12-16, khoảng cách rút ngắn một chút rồi. Chúng ta tiếp tục nhá. Trời ơi, mất một điểm gọi là hơi phí anh em ạ.
Ôi, vẫn móc lên quả đấy. Nếu không nhầm mình như quả cầu có vẻ bị móp hay sao nhỉ? Đập ngang ngực luôn. Thử em, chung kết chưa? Ngon. Ô vẫn lên kìa. Còn không? Hay quá. Xem xét 1 thì hơi chán, nhưng mà xét 2 này rất nhiều đường cầu hay luôn mọi người. Đội áo vàng vẫn đang duy trì khoảng cách rất an toàn và cực kỳ chắc chắn từ đầu trận đến giờ. Điểm đang là 18-3 nha mọi người. Bẻ cổ tay rất hay. Hello anh Nguyễn Thế Tiến nhá. Những trận đấu hay nhất sẽ là những trận đấu để cuối, để có thể giữ chân khán giả. Chúng ta vẫn còn một trận đấu đôi nam phong trào chung kết và đôi nam nâng cao chung kết. Những trận đấu hay nhất vẫn đang chờ những người xem tiếp theo. Và những anh em đang theo dõi lại tiếp tục ủng hộ Hùng nhá. Ăn rồi. Ôi, và ép thẳng mặt thế khó đỡ lắm. Diệu Ly và Phạm Thị Khánh vẫn đang cố gắng. 16-20. Rồi, hết rồi. Chúng ta có set 3. Ok, được bật điều hòa rồi, nóng quá anh em ạ. Công nhận. Nay mình vừa mới tắm xong. Thank you.
chúng ta chờ các vận động viên nghỉ giữa set đấu thứ 2 và thứ 3 nha. Chờ các vận động viên nghỉ ít phút thì các vận động viên sẽ thi đấu set đấu số 3. Các bạn có thể xem trực tiếp các vận động viên nữ thay áo trực tiếp. Đấy là cách mà các vận động viên chuyên nghiệp vẫn hay sử dụng. Hello mọi người, chúng ta đến với trận đấu thứ 3 nào. Chung kết đôi nữ nâng cao. Thế là chung kết đôi nam nâng cao và đôi nam phong trào diễn ra trên hai sân, tức là chúng ta sẽ chỉ được xem một sân thôi. Hôm nay Hùng cũng chỉ mang một điện thoại và một chân máy thôi nên là không thể quay hai sân mọi người được rồi. Bản chất là Hùng cũng ra chủ yếu là ra xem thôi. Vâng, ngay đường cầu đầu tiên, ngay điểm số đầu tiên đã đang giằng co, đang rất giằng co. Khả năng tí nữa Hùng phải đứng sát với cả gọi là cái gì đây, Hùng phải đứng dịch lên đi. Đứng dịch lên cho mọi người đi phía sau thôi. Sẽ phải đứng để bình luận cho mọi người nhưng mà không sao. Chứ cứ ngồi đây và có người đi qua lại này khó chịu quá. Mà họ qua lại họ không cúi xuống ấy, nên ra là ảnh hưởng đến ánh sáng. Vâng, vẫn còn điểm số đầu tiên mà vẫn chưa bên nào giành được điểm này. Đấy này tốn sức lắm. Trước khi ra sân thi đấu thì Hùng, trước khi ra xem chung kết thì Hùng thấy rằng là ban tổ chức chỉ cho đánh trên một sân thôi. Cái trận mà chung kết đôi nam trên 30 ấy. Thế là mình chỉ mang mỗi một máy vì bình thường chung kết cũng chỉ đánh một sân mà. Nhưng mà đến bây giờ đến sân thì ban tổ chức lại cho đánh hai sân mất rồi. Nên là sẽ chỉ ly được một sân thôi, tiếc quá. Đúng, nếu mà biết trước thì mang hai chân máy, hai điện thoại đi thì tốt hơn. Máy kia Hùng thì đang bị hỏng màn hình một chút nhưng mà vẫn quay lại bình thường được. Trận đấu thứ 3 điểm số 1-0 cho cặp đôi Phạm Khả Khánh và Diệu Ly. Đối thủ của Phạm Khánh và Diệu Ly trong trận đấu này là Bích Phương và Vũ Thị Trinh. Điểm số 1-1 nha mọi người. Lên lưới rất nhanh, một pha có thể gọi là bắt bài.
Ok, em chào anh Phan Văn Cương nhá. Xin chào anh Cương. Dạo này level lên cấp độ gì rồi anh ơi? Điểm 21. Anh em thử đưa ra dự đoán xem đầu thứ ba này xem nào. Xem là đôi nào sẽ giành chiến thắng đây. Anh em dự đoán cặp đôi phía gần màn hình mà giành chiến thắng Cummins 1 nhá, và dự đoán cặp đôi phía xa màn hình cặp đôi áo vàng giành chiến thắng Cummins 2. Để xem dự đoán của chúng ta thế nào. Hello bạn Hải Anh nhá, giải ở Hà Nội bạn ơi, nhà thi đấu Cầu Giấy. Giải quy đụ những tay vợt cầu lông phong trào cũng như chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Ok, anh chị Nguyễn Như Phương dự đoán cặp đôi phía gần màn hình sẽ giành chiến thắng. Chị ấy cầm 1. Anh Lê Anh Dũng cũng cầm 1 nhá. Vâng, mọi người dự đoán cặp đôi áo hồng phía gần màn hình sẽ giành chiến thắng. Đang có 2 bình chọn cho cặp đôi Phạm Thị Khánh và Diệu Ly rồi. Hello anh Đức Trịnh nhá. Anh Đức Trịnh đang có mặt tại sân ạ. Chắc là anh em mình đang ngồi đối diện nhau. Áo đẹp thế anh, áo này ngày trước em bán mãi không bán được, thanh lý được nên phải mặc đấy anh ạ. Áo hơn 1 triệu, thanh lý có hơn 300, thế mà không ai mua nên là lại phải giữ lại mặc, nhưng mà mặc mấy năm rồi. Ok anh Ly Tinh Én cảm ơn 1,5, cổ vũ cho cả hai đôi. Ok chị Thu Hương mạnh dạn đưa ra nhận định đôi áo hồng thắng 21-17. Biết đâu 21-17 thật. Điểm số 43 cho cặp đôi gần màn hình, đôi áo hồng. Có ai đưa ra dự đoán không ạ? Có ai đưa ra dự đoán? Chưa thấy một ai comment là cặp đôi áo vàng, cặp đôi phía xa màn hình sẽ chiến thắng. Chưa thấy ai comment 2. Điểm số 53. Vâng, vẫn cứu được. Phải nói là khả năng xoay chuyển và phản xạ của tay vợt rất tốt. Bom. Một pha đập cầu rất hiểm nhưng rất tiếc là cầu ngoài sân. Tiếp tục là một điểm số cho cặp đôi Phạm Khánh và Diệu Linh. Diệu Ly. Điểm 63.
Hello anh Tiến Nguyên, em không biết Tiến Minh có thi đấu giải này không, thi đấu ở nội dung nào nữa anh ạ? Rồi, phí quá trời ơi, một pha cầu rất non, quả đấy dứt điểm hơi thiếu quyết liệt một tí. Ok, chúng ta tiếp tục với trận đấu thứ 3, đổi điểm 4-7 cho cặp đôi Bích Phương và Vũ Thị Trinh. Vũ Thị Trinh giao cầu. Bên kia thủ rất chắc tay, cần một pha đập cầu chuyển hướng. Tiếc quá. Ý đồ tốt nhưng đó là một pha cầu hơi thiếu lực. Anh em nào mà thấy vận động viên Tết Tóc, vận động viên Phạm Thị Khánh yêu thích vận động viên này có thể theo dõi kênh TikTok của vận động viên Phạm Thị Khánh nha. Phạm Thị Khánh và Nguyễn Thùy Linh rất hay ra những video cùng với nhau. Rất hay. Khán giả đang cổ vũ hết sức nhiệt tình. Còn bom rồi, tiếp bền quá. Rồi. Rồi một tình huống đập cầu phải nói là không mạnh, không mạnh nhưng mà lại thủ lỗi. Đó là một tình huống đập cầu theo kiểu tầm ngang không cắm. Ok, em chào anh Bảo Toàn nha, cảm ơn anh đã gửi lời chào đến Hùng. Xin chào 110 người đang xem ạ. Hùng cũng không biết là lên vui hay lên buồn với con số người xem này nữa. Nên vui, nếu nghĩ theo cách vui thì lâu lắm rồi mình không live stream mà vẫn có bằng này người xem. Nhưng mà nghĩ theo cách buồn thì ngày xưa mình live stream toàn mấy trăm nghìn người xem, nhưng mà bây giờ còn mỗi hơn 100 nghìn, hơn 100 người. Anh em cổ vũ support Hùng bằng một cái chia sẻ được không ạ? Ok, em chào anh Điệp Nguyễn nha, cảm ơn anh đã chào em. Anh Điệp Nguyễn là khách quen của bên Hùng đấy. Ok anh, ok chị Nguyễn Như Phương công nhận chị ạ. Kiểu người ta thấy mình quay, chắc là mình họ không thấy mình quay. Có một số người thì nói chung là họ thấy mình quay họ cũng chả cúi đâu. Xem khó chịu quá, tí nữa thì sau trận này thì Hùng sẽ kết thúc cái live stream nha. Và thực hiện live stream mới, cũng như là Hùng sẽ đổi góc máy một chút cho mọi người đi qua đỡ bị ảnh hưởng. Thì có gì mọi người theo dõi support Hùng nha, theo dõi kênh này để tí nữa mà Hùng live stream thì mọi người có thể nhận được thông báo và vào xem. Hoặc là tí nữa mọi người có thể tìm nhân thanh tìm kiếm ở Facebook là support Hùng Badminton để vào xem nha. Sợ tí nữa kết thúc live mọi người tìm không được.
trong hay ngoài, cầu ngoài sân. 9-6, bên này đang dẫn 3 điểm rồi. Có vẻ là sau set đấu thứ hai thì cặp đôi áo vàng đã xuống sức khá nhiều. Còn không, vẫn còn. Ôi, quả đứng ngoài đấy. Quả ngang trên lưới vừa rồi là ngoài đấy. Rất cao. Trận chung kết đôi nam nữ trên 30 ở phía sân bên kia thì đã kết thúc và trận đấu chiến thắng cho cặp đôi Thuyết và Vân nha mọi người, cặp đôi Thuyết Vân trong 3 set. Anh em chịu khó gọi là xem góc máy này đến hết trận này nhá. Vừa đến
con trẻ con nó bảo không còn. Hello anh em, giờ sẽ đứng live stream cho mọi người xem. Tại vì mọi người đi qua lại chắn màn hình quá. Cầu Sông Sơn 12-8. Thằng em Trần Ngọc An nhá, chia buồn với thằng em chỉ được huy chương đồng, nhưng mà có huy chương là cũng ngon rồi. Điểm số 12-8 cho cặp đôi áo hồng. Em thua đôi nào An ơi? Thua đôi Hùng kia nào? Thủ cạch rồi, nhưng mà vẫn lên. Đập rất bền. Rồi, hết trận này là hết giải rồi. Còn báo sức rồi để đập hết anh em. Rất khỏe, vận động viên nữ. Chết không? Ok, có lẽ hôm nay An thi đấu dưới phong độ. An cặp với ai An nhỉ? Nhận là hôm nay em ngáo lắm thì có lẽ là nguyên nhân thua là vì chính mình rồi. Em đang ở sân hay về rồi An ơi? Đang ở sân hay về rồi? À ừ đúng rồi, hôm trước anh hỏi rồi mà nhờ. Em cặp với anh Hà Thái Bình. Nhắc nỗi đau để nhớ lần sau đánh tiến bộ hơn. Nói chung là dạo này em là đẳng cấp hơn nhiều rồi. Giờ đánh giải gì cũng có giải, thế này là ngon rồi. Vàng suốt rồi, bây giờ đổi màu huy chương thành đồng tí cho nó có đủ bộ chứ. Hôm nào support Hùng ra thách đấu vận động viên Trần Ngọc An, một số tay vợt trẻ của Kamito. Nói chung là nói vui vậy thôi, nhưng hôm nào qua giao lưu có thể live stream cho mọi người cùng xem nha. Hôm nào Hùng qua giao lưu có thể là sẽ live stream cho anh em đam mê cùng xem. Điểm số đang là 13-9 nghiêng về cặp đôi phía sau màn hình, cặp đôi Phạm Khánh và Diệu Ly. Ôi, có sạc dự phòng anh Mượn? Không có à? Ôi, live stream tí mà hết pin nhanh quá mọi người. Khả năng là chung kết đôi nam nâng cao là gặp vấn đề đấy. Khi bị ngắt giữa chừng đấy. Mấy ông
sắp sập thì cũng không nghĩ là nó rung pin nhanh như vậy. Hello mọi người, có anh em nào đang trên khán đài mà có sạc dự phòng cho Sport Hùng mượn với ạ? Thằng em Ngọc An còn đấy không em ơi? An ơi, An còn thì mượn giúp anh cái sạc dự phòng nhá. Tôi nghĩ rằng cặp đôi áo hồng cứ nên đánh kiểu gọi là đánh ổn định bình thường thôi, đừng dồn nhiều quá không là tí tụt sức bị thua đấy. Kiểu lúc nãy họ đang dẫn hơi sâu ấy, bắt đầu là họ đánh kiểu dồn sức nhiều quá nhưng mà lại không hiệu quả. Hello anh Bùi Đào Diễn nhá, đây là giải cầu lông Kamito tranh cúp thương hiệu và pháp luật nhá. Hello anh Dũng, đúng rồi, đôi áo vàng vừa rồi mấy quả vừa rồi thủ lý dã man. Non thế đập chết không? Đập không được cắm nữa rồi. Lên em. Ao. Thời điểm 14-11 cho Diệu Ly và Phạm Thị Khánh. Ở trận chung kết đôi nam phong trào thì cặp đôi Minh và Quân đang dẫn đến 12. Cặp đôi Quân và Minh là cặp đôi phía xa màn hình mà đang hiện xuất hiện trên màn hình của chúng ta đấy. Quân nó đập kinh quá. Hello anh Vũ Việt Nam. Ở trên sân thì hình như là có hai vận động viên chuyên nghiệp nha anh. Chắc là Phạm Thị Khánh và Vũ Thị Trinh là chuyên nghiệp. Phạm Thị Khánh là chuyên nghiệp rồi. Nếu không nhầm thì Vũ Thị Trinh cũng là chuyên nghiệp. Còn hai vận động viên còn lại thì chắc là kiểu bán chuyên. Tại vì giải này hình như không cho hai vận động viên chuyên nghiệp cặp với nhau. Xếp đấu 3 này dai quá mọi người. Trận đấu này lâu thật. Hello anh Cường Văn Nguyễn, đúng rồi ạ, áo vàng tông ngắn là Bùi Bích Phương nha anh ơi.
Đúng là Bùi Minh Phương ạ. Hello mọi người, vừa rồi xảy ra một chút vấn đề về mạng mọi người ạ. Còn nguyên nhân tại sao thì Hùng không biết. Không biết tại sao luôn. Kiểu chính vì những cái nguyên nhân sự cố nó đang live ngắt giữa chừng ấy, nhiều khi là Hùng nản, không muốn ly. Có những cái giải mà đăng ký mười mấy cái dung lượng mà cứ ly được một tí là bị ngắt, ly được một tí là bị ngắt. Trận chung kết đôi nam phong trào bên kia có vẻ không căng lắm. Cặp đôi áo đỏ đang dẫn đến 13-4 mọi người ạ. Ok, chào thằng em Tiến Quang nhá. Hello Tiến Quang. Ở bên đấy có đánh cầu được không em? Hello anh em, khả năng là tí anh em phải xem kênh khác rồi, kênh Hùng ở đang không có đủ pin để live stream đôi nam nâng cao cho mọi người rồi. Có gì mọi người thông cảm nhá. Không đủ pin luôn, không có sạc dự phòng. Điểm số 13-15, set đầu thứ 3. Một pha chấn cầu lỏng tay khá hay, có vẻ là tay vợt Bích Phương cũng đang bị chùn chân mất rồi. Đó là một tình huống chém cầu cũng không sắc lắm. Ok Tiến Quang sang đấy, sang đấy làm mưa làm gió. Sang đấy vẫn được đánh cầu là ngon rồi. Tiến Quang là đi Nhật em nhở? Bên đấy trình độ thế nào em? Chuẩn bị đôi nam nâng cao nhưng mà thế thôi anh em đang theo dõi live stream biết Tuấn Đức, đôi của Tuấn Đức thua đôi nào không em? Anh em biết đôi của Tuấn Đức thua đôi nào không ạ? Hello anh Cương Văn Nguyên, cặp đôi áo hồng là cặp đôi Phạm Thị Khánh và Phạm Thị Diệu Ly. 17-14. Ok cảm ơn anh Nguyễn Văn Trần nhá. Tuấn Đức và Bùi Quang Tuấn thua đôi Triệu Hưng à? Thế đôi Triệu Hưng lại thua cặp đôi nào rồi? 18-14 rồi, chiến thắng đang khá gần với cặp đôi áo hồng. Đội Việt Nam bên này cũng toàn đánh giải của Hàn anh ạ. Thế ngon em ạ. Gửi em sang bên Hàn nhờ, không phải Nhật.
Có thế chứng tỏ đôi Tuấn Đức và Quang Tuấn loại hơi sớm nhỉ. Em cảm ơn anh Nguyễn Văn Trần đã cung cấp thông tin ạ. Hello em, thế anh có sạc dự phòng không? Cho anh mượn một xíu. Tôi cho anh mượn tí. Sao cái pin luôn? Anh cho mượn sạc bất chứ, không cũng mang. Cho mượn sạc đưa đòi không kịp. Ok chị Thu Hương đúng rồi, Tuấn Đức mạnh thì dĩ nhiên là người ta phải dồn cầu vào đồng đội rồi. Đúng là kiểu một người mạnh thì cũng không thể cân được. Điểm 16-18 là bắt đầu cảm giác nguy hiểm rồi đấy. Rồi thủ cầu không qua lưới. 19-16. Game point của trận đấu. Điểm số cuối cùng rồi. Chỉ một điểm số nữa thôi, cặp đôi Diệu Ly và Phạm Thị Khánh sẽ giành chức vô địch nội dung đôi nữ nâng cao. Rồi thủ lỗi rồi, 21-16. Chị Thu Hương nãy dự đoán tí chuẩn. Chị đoán 21-17, đôi kia mà lên một điểm nữa thì gọi là quá chuẩn luôn rồi. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi live stream của Sport Hùng nhá. Nếu có gì mọi người cứ theo dõi cái trang Facebook này của Hùng. Có giải đấu nào mà Hùng live stream thì mọi người có thể xem. Hiện tại thì có lẽ là Hùng sẽ không thể tiếp tục live stream cho mọi người xem trận chung kết đôi nam nâng cao vì lý do là điện thoại sắp hết pin. Nha mọi người thông cảm nhá. Và Hùng xin phép kết thúc live stream tại đây ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.